Xin giới thiệu các bạn, trận đấu sắp diễn ra là kèo đánh ngang cầu giữa Thế Mỹ và Điền Cơ. Thế Mỹ của Cái Bèo và Điền Cơ của Tháp 10 Đồng Tháp. Điền Cơ biệt danh là AK. Sẽ bắt đầu điểm 0-0. Có bóng không vào lưới. Điểm cho Thế Mỹ 1-0. Bóng ngoài. Điểm cho Thế Mỹ 2-0. Bỏ bóng tốt. Điểm cho Điền Cơ 1-2. Phá bóng không vào lưới. Điểm cho Thế Mỹ 3-1. Đặt bóng tốt. Điểm cho Điền Cơ 2-3. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Thế Mỹ 4-2. Phát bóng không vào lưới. Điểm cho Điền Cơ 3-4. Bóng ngoài. Điểm cho Điền Cơ 4-4. Thế Mỹ bỏ bóng tốt. Điểm 5-4. Phát bóng ngoài. Điểm Điền Cơ 5-5. Phát bóng không vào lưới. Điểm Thế Mỹ 6-5. Phát bóng nằm trái ra ngoài vô lưới không? Phát bóng không vào lưới. Điểm cho Điền Cơ 6-6. Thế Mỹ đặt bóng tốt. Điểm 7-6. Và đặt bóng quy lực của Điền Cơ. Điểm 7-7.
phát bốn ngoài. Điểm Thế Mỹ 87, hai bên đổi sang. Phát bốn ngoài. Điểm chỉ điện cơ 8 điều. Chạy thẳng lên giữa luôn nha. Rồi rồi rồi. Pha phát bóng ngay góc giữa, ăn điểm trực tiếp của điện cơ, điểm 98. Tiếp tục là một pha bóng quy lực của điện cơ, ăn điểm trực tiếp. Điểm 18. Phát bóng không vào lưới. Điểm cho Thế Mỹ 90. Thế Mỹ bộ bóng tốt. Điểm 10 điều. Rồi. Pha giao bóng rớt ngay mỹ lưới, điểm 11-10 cho Thế Mỹ. Một pha bóng lộn xộn ở bên điện cơ, điểm cho Thế Mỹ 10-20. Tiếp tục một pha chớ bóng của Thế Mỹ. Điểm Thế Mỹ 13-10. Phát bóng ngoài. Chứ anh nó lấy được. Điểm chỉ điện cơ 11-13. Pha bỏ bóng quy lực, điểm cho điện cơ 12-13. Bóng không vào lưới. Điểm Thế Mỹ 14-12. Bóng ngoài. Điểm Thế Mỹ 13-14. Qua bóng.
Khoa đặt bóng bạc phải trắng ra ngoài của Thế Mỹ, điểm Thế Mỹ 15-13. Trắng bóng tốt. Điểm với Điện Cơ 14-15. Bóng trong sân. Một bóng bằng điểm trực tiếp. Điểm 15 đều cho Điện Cơ, điểm cuối. Kết thúc sẽ đấu Điền Cơ thắng Thế Mỹ. Một cuộc loại ngược dòng ngoạn mục. Set thứ hai, đôi công giữa Thế Mỹ và Điền Cơ. Điểm với Điện Cơ 1-0. Bóng ngoài. Điểm với Thế Mỹ 1-0. Điểm với Thế Mỹ 2-1. Thế Mỹ chấm bóng tốt. Điểm 3-1. Phá bóng không lưới. Điểm Điện Cơ 2-3. Và bóng quy lực của Thế Mỹ, điểm 4-2. Điền Cơ bỏ bóng thông minh, điểm Điền Cơ 3-4. Bóng ngoài. Điểm cho Thế Mỹ 5-3. Phạt bóng bạc phải trắng của Điền Cơ. Điểm cho Điền Cơ 4-5. Bóng quá quy lực của Thế Mỹ. Điểm cho Thế Mỹ 6-4. Tiếp tục là một pha đập bóng nguy lực của Thái Mỹ, điểm
Cho thấy Mỹ 74. Và bóng nhặt lưới qua sân đối phương, điểm Thế Mỹ 8-4 hai bên đổi sân. Tiếp tục là pha phát bóng nghi đất da của Thế Mỹ, điểm Thế Mỹ 9-4. Bắt bóng một phòng, điểm cho Thế Mỹ 14. Tiếp tục là một pha bóng lộn xộn bên điền cơ, điểm cho Thế Mỹ 11-4. Quá tốt. Một pha bóng đập quy lực của điền cơ nhưng chạm lưới, điểm cho Thế Mỹ 12-14. Cho nó 12-4. Điền cơ đã bóng tốt, điểm 13, à, xin lỗi, điểm 5-12. Như vậy, 5-2. Vô gì đâu, thằng 2 trái rồi. Thoát bóng ngoài, điểm Thế Mỹ 13-5. Thoát bóng ngoài, điểm cái tiền cơ 6-13. Pha bóng thông minh của Thế Mỹ, điểm 14-6. Điểm 15-6, điểm cuối. Điểm 7-15. Bóng ngoài, kết thúc set thứ hai, Thế Mỹ thắng điền cơ